dân tộc Việt Nam đã từng sống cảnh lầm than, khổ cực với đói nghèo bởi sự thống trị của kẻ lũ thực dân. Thiếu niên cho đến
sấm hung bão, thống nhất nước nhà với chiến dịch mùa xuân. Trang sử vàng vang danh thế giới, chăm son lịch sử của dân tộc anh hùng.